và Trần Đại Quang, Chủ tịch nước kim trùm côn đồ Cộng sản Việt Nam. Lẽ ra tại hạ không nên phí thời gian vào những chuyện gãy đàn tái châu, làm chi cho mỏi ngón tay. Nhưng thấy lóng rầy đội quân của hai anh có hành vi sỉ nhục hai anh quá, nên tại hạ phải bỏ chút thời gian vàng ngọc của tại hạ ra mà nhiều chuyện. Mũi dại thì lái chịu đòn, tại hạ đành phải nọc anh Thưởng, anh Quang ra mà nọc mấy phát. Người xưa có câu: danh bất chính ngôn bất thuận, dân ở trong nước người ta thân cô thế cô, tay không tất sắt, bị hai anh dùng quân đội, côn đồ, tòa án, nhà tù đàn áp, khủng bố đấu tố, nên muốn nói tiếng nói riêng của mình, họ buộc phải giấu tên họ, địa chỉ, hình ảnh. Nếu không giấu thì hai anh khủng bố họ đến sống dở chết dở, hết đường làm ăn sinh sống. Vì vậy công chúng mặc nhiên chấp nhận cái sự ẩn danh để lên tiếng của dân đen. Hai anh Thưởng, Quang và các đảng cộng sản của hai anh luôn dỗ ngực xưng tên là chính nghĩa sáng ngời, nhà nước của dân, do dân, vì dân, dân chủ đến thế là cùng. Tại sao nhà nước của anh Quang, anh Thưởng lại không được dân ủng hộ? Nay quân của hai anh có hai anh chống lưng bằng hơn 800 tờ báo, gần 100 đài truyền hình, bằng súng đạn, chùi vui, nhà tù, mà không dám đường đường chính chính phát ngôn nhân danh cá nhân mình, lại phải núp bóng dưới hình ảnh của bọn chống đối các anh, của con nít, của diễn viên Hàn Quốc, của phim hoạt hình Nhật Bản, của cỏ cây, hoa lá, chim cò, thú vật, không có tên họ, địa chỉ, hoặc xài đồ giả, nickname để phát ngôn binh vực cho anh Quang, anh Thưởng và cái đảng, và cái đảng cộng sản của hai anh. Hành vi không chính danh này cư dân mạng gọi là núp trong hén sủa ra, đó anh Thưởng, anh Quang ạ. Tân bốc tung hô đảng cộng sản và nhà nước của hai anh mà nó bốc mùi hán ghê gớm quá. Hành vi đó phải chăng quân của hai anh đang gián tiếp sỉ nhục hai anh Thưởng, Quang và cái đảng, nhà nước của hai anh sao? Tại hạ mà ở địa vị hai anh Thưởng, Quang thì tại hạ xấu hổ đến chết không dám nhìn mặt ai trong thiên hạ. Bởi lẽ tại hạ chỉ được ủng hộ bởi một đội quân ma quỷ, chứ không phải là con người thật, thật đàng hoàng tử tế. Người xưa lại có câu: ngu tầm ngu, mã tầm mã. Hai anh trả lương dung dưỡng cho đội quân ma quỷ ấy thì thiên hạ sẽ đánh giá hai anh Thưởng, Quang cũng thuộc hàng ma quỷ mà thôi. Tại hạ đang nói với anh hai anh Thưởng, Quang bằng chính họ tên, hình ảnh của tại hạ, tức là rất rất chính danh. Hai anh có thắc mắc gì cũng phải chính danh hồi đáp lại tại hạ. Tại hạ miễn tiếp các loại quân lính ma quỷ không phải con người của hai anh. Bye bye anh Quang, anh Thưởng, Nam Cali, ngày 3 tháng 6 năm 2016. Tạ Phong Tần. Quá hay.